Nhằm đảm bảo công tác phòng dịch trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục chỉ đạo hệ thống mặt trận cơ sở, tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát người về từ vùng có dịch về và đến Đà Nẵng. Theo thống kê, ngày 14 tháng 10, hệ thống mặt trận cao cấp thành phố đã giám sát 89 người từ vùng có dịch COVID-19 về và đến Đà Nẵng, hiện đang ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố trong đó quận Thanh Khê 5 người, quận Cẩm Lệ 14 người, huyện Hòa Vang 33 người, quận Sơn Trà 1 người, quận Lý Chieu 9 người và quận Cò Hải Sơn 27 người. Quận Hải Châu không ghi nhận có người trở về từ vùng có dịch COVID-19.